anh em. Thì mình lên núi thì mình tình cờ thấy được một đống khỉ luôn nha anh em. Đó, quá trời là khỉ luôn. Một chú khỉ rất là dễ thương luôn. Mình sẽ quay cho anh em xem chú khỉ này. Ngủ không? Ngủ không? Khỉ ơi. Đồ nó giật đồ quá chị. Mấy thiết bị này cố gắng cầm thôi. Để im vậy mới công nó giật đồ nữa. Nó giật nó bỏ chạy là chết luôn á. Ồ. Ghê vậy. Con khỉ này. Quậy ghê thiệt. Ú, đuôi dây điện luôn. Ui rồi. Ghê vậy. Khỉ này. Ô mày xả rác bừa bãi mày. Ôi trời ơi. Nó đói quá trời đói luôn thấy không. Nó đói quá nó lên chùa nó tìm cái gì, coi có gì ăn không. Mình cũng chẳng có gì để cho nó ăn hết. Nói chung con này thì cứ để cho nó thiên nhiên nha. Chứ đừng có săn bắt nó mà. Con tưởng đâu chùa nuôi chứ. Khỉ này không phải là chùa nuôi nha anh em. Khỉ này là nó có tự nhiên. Ú sao nhiều khỉ dữ người ta. Ú có ghê, một đống khỉ luôn. Mấy khỉ này xả rác quá nha. Ú khiếp. Khỉ ơi. Khỉ ơi. Khỉ ơi. Bắt tay bắt tay. Đây có mấy trái chanh nè. Mấy con này đói lắm rồi. Ồ có chú khỉ con rồi, dễ thương chưa. Khỉ con mà leo leo trèo cũng ghê thiệt. À. Ghê vậy thầy. Còn tính bắt tay với nó. À. Mình không ngờ cái núi thì vải này nhiều khỉ ghê á. Dễ thương chưa. Đói quá không có gì để ăn, để giờ ăn lá mít luôn thấy không. Chính như có con khỉ chúa kìa. Đó nó ăn mít thấy không. Nó đang ăn trái mít kìa. Đây là chén cơm chay mình mới sinh nha. Nó đang nhổ lông cho nhau kìa. Mình cho nó thử cho nó ăn một miếng cà rốt coi nó ăn không. Đó. Đây là khỉ chúa nha. Khỉ này dạng ghê á. Nó gặp người mà nó không có bỏ chạy. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Vãi nồi. Ú, khỉ con quá trời luôn. Sợ quá. Cái con khỉ chúa này thì nhìn, nhiều người nói là nó giật đồ rất là ghê. Sáng có người quay quay cầm điện thoại quay nó bị nó giật cho một phát rồi. Con khỉ này nè. Đó. Nó rất là dữ luôn á. Nói chung cái loài này nó gần như nó bị tuyệt chủng rồi. Nên anh em cũng không có nên săn bắt loại này ha. Ồ, nó gãy y chang như tôm ngộ không luôn phải không. Khát nước quá, đi tìm nước để uống rồi phải không.